cái đường chỗ này mình nha. Cho mình ra đây nha. Cái đường như đánh giá trình bày vậy. Cái này có 8 giờ trong không anh? Mấy giờ? 8 giờ. Ở đó. Muốn làm gì cũng được nhưng phải từ từ mà nhẹ, giờ làm nhẹ nhẹ từ từ, chứ đừng có đụng cái làm nó giật người. Cái giờ này anh em còn làm về 7 giờ mà giờ cao điểm mà còn mình chào mình đi hai anh mình nhá chào mình lùng lâu quá không nhậu nhạt gì à. Hai bao này đây. Cái tiền nào nhậu? Giờ đi lăn về chưa mà? Phim 15. Hello. Tại sao nhà thay kim cái? Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Chung chỉ cho. Phi hen mà nãy giờ quên chụp cái ấy. Bảy tám người sao tao tao không phóng người. Tại quên không của mày đâu. Ai? Không đi. Mày sao mày quan tâm với cái quần của tao chi vậy? Hả? Mày quan tâm cái bản mặt của tao nè, mày quan tâm cái quần của tao làm cái gì?
thiệt chứ. Thôi hại sống mà thọ ơi. Vô gì không? Hồi nãy giờ nó ráp cái máy hả anh, sợ hết trơn luôn. Ráp của em rồi hả? Quên không đủ kiểu. Hư kim luôn rồi, đổi kim luôn em ơi. Hại quá, hại đi á. Đây đây đây, cầm cho. Đợi xíu nha, lý do kỹ thuật. Tắt đi rồi phát lại.